vuốt bàn dây tắt ngọt. Wow, cái tắt ngọt của tôi trái lại xum xê rồi. Cái tắt ngọt gì? Tắt này chính là tắt ngọt đó chào. Cây này là cái tắt ngọt đâu? Cây này chính là cái tắt ngọt. Nhớ cái clip năm ngoái mình ăn cái tắt ngọt không? Chính là cái này nè. Gì bữa giờ nó kêu giờ ăn trái tắc này chua lét mà. Lúc đó là nó chưa chín nó còn xanh thôi. Chứ cây tắc này khi mà nó đã chín vàng như vậy rồi. Nó siêu ngọt luôn. Thôi xạo không tin đâu. Không tin ăn thử đi. Thôi vàng đi chua lét cái gì. Nó rất là ngọt luôn. Bây giờ vợ sẽ cho chồng một trái. Trái tắc này á càng vàng nó càng ngọt. Rồi bây giờ tôi sẽ lựa một trái tắc nằm mà nó vàng nhất để tôi cho ổng nha. Rồi trái này là tôi thấy vàng nhất nha mọi người. Đó nó vừa vàng mà nó vừa căng bóng nó vừa to tròn nữa. Trời ơi. À cũng thơm không? Thơm lắm. Ủa? Ăn luôn vỏ à? Ăn luôn vỏ đi, cái vỏ nó ngọt nó thơm lắm trời. Hãy im lặng em nhé, biết kể từ giờ anh sẽ không tin vào ai. Trời ơi, tài, cứu tôi, cứu tôi. Cứu tôi tài ơi, chết tôi tài ơi. Rồi bây giờ tôi sẽ làm một cái món. Từ cái món tắc chua lè hồi nãy nha mọi người. Đó chính là món bánh tắc ngọt sớt. Khoan, chưa có hái tắc. À, đúng rồi. Ôi, lên hay tắt rồi. Thôi, thôi, thôi. Giờ ai cũng đang chờ xem bánh trưng con nhận gì. Tết lại đến, một năm khó khăn lại vừa qua. Ôi, gần xa, nhìn ai cũng đang bộn bề. Tết đến, mà sao bất ổn vậy ta. Tết xin đừng khó tính, ai cũng mong Tết trong yên bình. Thì cái món mứt tắc này á, làm nó cũng đơn giản á mọi người. Thì sau khi mà mình hái tắc xong á thì mình sẽ đem xuống mình rửa sạch, rồi mình sẽ khứa cái trái tắc ra thành những cái bông hoa mọi người. Mà muốn khứa thì những cái bông hoa thì nó cũng rất là dễ nè. Mọi người chỉ cần lấy một con dao thiệt là bén nha. Chứ dao mà nó lục lục một cái là khứa một hồi là trái tắc nó nát bét á. Thì lấy một con dao bén và nhỏ, sau đó mình khứa từ cái đường nè, từ trên xuống như vậy. Nhưng mà mọi người khứa thì nhớ trừ một cái khoảng đầu với khoảng đuôi nữa. Chứ mà khứa mà sát quá nha là lát nữa mình bóp lại á là trái tắc của mình nó rách hết trơn. Đó, mấy bà muốn mà trái tắc của mình nó có bao nhiêu cánh hoa thì mấy bà khứa bấy nhiêu nha. Tôi là 5-6 cánh hết cỡ rồi. Tại vì trái tắc nhà tôi cũng là cái size nhỏ mọi người. Chứ ai mà mua được trái tắc bự á rồi về mình làm cái cánh hoa nó sẽ xòe ra nó to lên đẹp lắm nha. Cái khúc mà bóp lấy hộp ra nè, mấy bà phải lấy thiệt là kỹ nha, cảm nhận từng cái thớ ngón tay để mình luồn lách như thế nào đó mình lấy được sạch cái hộp ra, chứ không là hở cắn một miếng vô là đã đắng hết cái mùa Tết luôn đó. Trời ơi, nãy giờ mình làm không có đem bao tay á mọi người. Cái tay một hồi nó rát nha. Là giống như là nó, trong cái tắc này nó có nhiều axit á, nó sẽ bào mòn cái móng tay với lại cái da tay của mình. Có cái bao tay nè mọi người. Được cái là làm nó rối lắm. Đó, bỏ ra dĩa. Mừng tết đến và đến nhờ nhờ. Cánh mai vòn cành đầu hồng thắm tươi. Tết 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 đen rồi. Tết 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 đen rồi. Tết 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 đen rồi. Con bướm xinh, con bướm xinh, con bướm đa tình. Cũng vui luôn. Cái bạn bướm của Hồ Văn Hiếu á. Con bướm đó. Ôi lỡ tóc. Con bướm xinh, con bướm xinh, con bướm đa tình. Đưa với khúc hoa bên biên đặc hòa bình. Con bướm xinh, con bướm xinh, con bướm đa tình. Ta 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 xinh ta ta. Làm nhanh làm nhanh. Ui, ui đứt mất rồi. Trời ơi hát quá trời đứt luôn. Tính nói với mọi người là mọi người làm cẩn thận. Bóp cái này cẩn thận nha, có chuyện nó đứt. Thôi đứt rồi cho đi. Đứt cho nó dễ thấm. Nói chung là cái món này cũng đơn giản mọi người. Mình làm xong cái bước này là mình còn tới 26 bước nữa. Đây, mình đã làm xong một dĩa vậy rồi mọi người. Trời ơi, làm ra tự nhiên thấy nó đẹp mọi người. Nó đẹp, nó giống như là mấy cái bông vậy nè. Rồi, sau đó thì tôi sẽ bỏ cái tắc này nè vô trong nước sôi trụng khoảng là 10 phút để cho cái vỏ tắc nó ra bớt cái tinh dầu á mấy bà. Thì sau khi bỏ tắc vô là mấy bà nhớ tắt cái bếp giùm tôi một cái. Mấy bà mà bật bếp cho nó sôi hết 10 phút là tao nói lát nữa mở nắp ra là không còn là mứt tắc nữa mà là syrup tắc luôn á, nó nát bấy. Rồi xong là nhanh cái chân lẻ cái tay này vớt ra xong bỏ liền vô trong cái tô nước đá nè. Thì ngâm nước đá vậy á để cho trái tắc của mình nó săn lại, lát nữa mình ăn nó sẽ dẻo hơn. Sau đó thì mình sẽ rửa lại nhẹ nhàng một lần nữa, rồi mình kiểm tra coi là trái nào mà nó còn hộp á thì mình sẽ lấy hết ra. Rồi mình đã xong rồi nha mọi người. Bây giờ mình sẽ tới một cái bước rất là quan trọng. Nói chung là không có bước này là không có mứt để ăn luôn á. Thì đó chính là mình trộn đường vô. Và đặc biệt luôn là cái mứt tắc mà nó chua lét như vậy là phải cần nhiều đường luôn này đằng khác nha. Thì hôm nay mình sẽ dùng đường tinh luyện Biên Hòa Pure phiên bản cành mai cho ngày Tết nè mọi người. Nhà tôi á thì rất là hay ăn đường Biên Hòa mọi người. Tại vì á là nó an toàn, với lại là cái vị ngọt của nó rất là thanh mọi người. Cho dù là mình có bỏ nhiều đường thì cái vị ngọt của nó không có bị gắt cổ nha. Còn mấy cái món nước mà pha uống á thì tôi sẽ dùng cái đường mía lỏng Biên Hòa nè mọi người. Rất là tiện luôn á, chỉ cần đổ vô chung với nước là pha uống thôi, không có cần phải đợi đường nó tan nữa. Còn mấy cái món mà kho, chiên, xào đồ thì tôi sẽ dùng là đường mía thiên nhiên Biên Hòa để cho cái màu kho nó đẹp hơn á mọi người. Tiếp theo á thì mình sẽ trộn tắc với đường lại với nhau. Khúc này phải nhẹ tay nha mấy bà chứ không là cái tắc nó nát hết trơn á.
Rồi bây giờ tôi sẽ bọc kỹ lại và để qua đêm để cho cái đường nó tan ra và nó thấm vào trong cây tắc nha. Rồi tôi đi ngủ nha, bye bye, mai gặp. Mà bây giờ mình đã ngủ dậy rồi mọi người. Ôi chắc, cái mày làm em. Ôi, cái mày ra. Đúng, rồi chưa có trang điểm rồi. Ôi, sáng dậy mình vội quá mình chưa có trang điểm gì hết. Đừng có chụp mình mà. Thôi lỡ rồi thì mình để mặt mộc mình quay clip luôn vậy. Sau một đêm thì bây giờ nó đã tan hết rồi nha mọi người. Đây trời ơi, nó trong vắt luôn. Ê mấy bà, mấy cái bước tiếp theo mấy bà coi trên màn hình giùm tôi nha. Tự nhiên khúc này mắc kể chuyện quá. Tại vì sẵn làm cái món mà liên quan tới đường á, tôi kể luôn. Là hồi nhỏ có một bữa mà tôi đi học về tôi đói lủi luôn á, mà nhà không có gì ăn hết trơn á, còn có hũ đường à. Xong cái tôi lấy đường tôi ăn chung với cơm nguội. Trời ơi tôi ăn xong tôi ghiền má ơi. Là từ đó trở đi là không có thịt, không có thà, không có cá, không có rau rác gì hết trơn á. Tôi ăn cơm chứ đường không à. Có mấy bữa đi học về đuối quá, đâu có lớp gì tới nhà nổi đâu. Cứ đi tới nhà ngoại là tấp vô à, xong lục tủ của ngoại á, lấy đường ra ăn chung với cơm nguội. Mà bữa nào nhà ngoại hết đường nha, là ngoại có hay làm mấy cái hũ nước mắm á, mà ngoại bỏ đường nhiều lắm cho nên là nước mắm nó ngọt à. Ăn chung nước cơm ngủ trời ơi. Còn bữa nào nhà tôi mà hết đường luôn á, tôi dậy đành đạch gì đó. Tại vì má tôi không có bao giờ mà làm nước mắm pha đường hết trơn á. Má tôi ăn là nước mắm mà lọc ra từ cá luôn á. Ôi ôi nó mặn điến người luôn. Cho nên là không có đường là tôi như sụp đổ vậy đó, nghỉ ăn cơm luôn, nhịn luôn. Mà tôi tức một cái á là má tôi kêu là trên đời này có mình tôi ăn cơm với đường thôi đó. Bởi vì bữa nay tôi kể cái chuyện này ra đó, bà nào mà giống tôi thì lên tiếng đi để tôi biết là tôi không cô đơn đi. Trời hay quá ha. Kể câu chuyện xong một cái mức tắc nó cũng xong luôn. Mà cái mức tắc này á tôi chừa lại một ít, hồi nãy tôi có cho thêm miếng muối với miếng ớt bột vô nữa để làm mức tắc cay mặn á. Ở ngoài mọi người chua chua ngọt ngọt, lớp đường ở ngoài với cái vỏ tắc dầu lụm luôn nha. Ngon. Bây giờ mình sẽ ăn thử cái miếng mà có ớt với có muối nha. Cái này còn giòn hơn nữa. Lúc đầu mà tôi thấy nó cháy cháy mọi người, tôi tưởng là nó sẽ bị khác, nhưng mà ăn rồi cháy xém xém rồi mọi người. Nó thơm mà. Tắc vẫn còn giữ cái độ chua rất là tươi mọi người. Thơm quá. Trời ơi, cắn một miếng mứt vô là cảm giác cái không khí Tết nó tràn về á. Mà năm nay đúng là một cái năm mà khó khăn với tất cả mọi người luôn á. Nhưng mà Tết chỉ cần được quay quần bên gia đình nè, ngồi cùng ăn một cái miếng mứt Tết nè, là đã cảm giác là bao nhiêu cái khó khăn của năm cũ dường như là nó tan biến hết. Chỉ còn lại cái vị ngọt của mứt đọng lại ở cổ họng á. Và mình chia sẻ với nhau những cái điều ngọt ngào nhất, những cái điều tốt đẹp nhất, với một cái mong muốn là năm 2024 á, tất cả mọi người sẽ có được nhiều may mắn hơn. Và mọi người nhớ làm thử cái món mứt tắc này để đãi gia đình vào dịp Tết này nha. Đảm bảo rất là ngon luôn á. Rồi bye bye mọi người.